Xong chụp điệp xu lập phú. Bà, xong điệp xu lập phú. Lập phú, bà. Chẳng lập phú chung mới đáy phú. Nhưng chung mùa khuất hồ, mò bị khai tạc kèo. Bà, mò bị khai tạc kèo. Bà. Chẳng lập phú hai chị miên chụp nạp ở rộng khá là nâng ca bằng hai. Nâng ca chơi chết. Ông bị chụp nạp ở rộng đầy lập phú bàn mặt đào tì nế. Chẳng lập phú bàn mặt đào tì tăng ăn ca xong mà cùng bỏ dưỡng đăng bỏ rộng miên tam rồi dạ nà đáy lập phú. Bà, chung đăng bỏ rộng miên tam rồi dạ tam chụp sắp xài. Tam vật chụp nâng khai tạc kèo phú. Bà, nâng khai tạc kèo. Đáp rồi ngay phú. Bà, chung đáp rồi ngay. Chẳng. Hay ban sẽ đáp cho đàn vẹt cho đàn vốn là bỏ lộ kẹt này dũ. Ban sẽ đáp cho đàn vẹt đàn này. Chừng, lúc bố chăm, miên chăm vẹt đấy, thà đào vốn mà nói, vẹt mà nói. Ồ, ạc bàn chăm đấy. Chăm hay gọi là sẽ đáp. Bàn bàn chăm rộng rừng vốn là ngạc bàn. Chừng, khăn ông vẹt, khăn ông vốn đà lộ kẹt này dũ, ban sắp xài, ban chạy đồng lệ chừng ổn nụ. Vì sắp tay chia chùm này đang lò lò, ta lúc bố chăm rộng đấy, chứ bố vẹt ổn nắng bố. Sau miền là được phép tinh thần nằm bọn thuộc phép. Hình chân lực bùn chơi mà đó tì tăng ăn ca xong mà cùng bà dương nâng bảo mạng đón hay bố? Mà buôn đón á. Buôn đón à? Bà. Bà hay lực bùn miền chùm ngư ấy đấy? Nhóm chùm ngư cực nông bảo mạng. Bà vẹt, bà. Vẹt cát. Hình chân. Bà. Hình chân bà 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 mạng buôn đón lực này hay miền rộng thăm bạch đấy còn bà. Bà thà thu sức bơi bà thà sức phép nóng bàn lò và sơ chân nguồn. Chân mà chết thầm mau đó. Bà. Chân hay mau tàng buôn đón lực nắng á bố? Buôn đón. Chân lực bù ban từ tu là tập pri bay cái bóng đấy bị ông ca xem mà cùng mà dướng ban mà từ bay bay cái bóng thì riêng này dây này không vật sụp sên lộ cái này dụ cái đôi chân này giờ ca bạc ca tới thà pri bay cái bóng bay mà đào thì tang ông ca xem mà cùng mà dướng à thế bù và cứ ban thì riêng chết đây nhỉ và chết đây mình bảo ra có hỏi thế mình bảo ra có hỏi thế nên chỉ làm bảo bù bật để cho ban su bị chấm nạp ở làm là bảo lực bù hay lực bù kết thà vẽ bắt đầu bắt đầu bảo lộ cái này dụ su sinh hút chẳng lực bù kết thà vẽ tăng ông nâng vừa miên phải giáo chấm lục bưu cái đôi chia bằng ôn chia bờ rót dương tiền đấy bưu và miên miên bị giỏi và miên nhàng mạch đấy bưu miên bị giỏi đôi chia ca do đằng luôn ca chiều thứ năm mình dân tôi giờ tôi bòn sốc phiệp đập bay ôi sốc phiệp là o hằng ca do đằng ôm nu đà che phơi hầm phơi là o dân tôi nâng một sát ná đấy bưu và chân lục bưu vẽ thằng ôn thằng lục bưu chạp rầm vẽ mùi nát chiên kí chạp rầm như kia cứ thà nó khơi thà bờ tề mà dân cam chì dân sát tận nẹt rầy cỏ đặt ngựa pi sừng kềm dân để thà sốc phiệp mình sâu là o bà là hơi nhưng mà chạm vào rom nó vẽ sọc cặp hiệp vẽ sọc cặp hiệp càng chương lục pu kết tha à vậy để pu ban sẽ đáp tiếng o rồi bao lâu à kệ này dụ su sinh hữu nữa ta pu kết tha sẽ đáp tới trụ chết đấy chạm vào rom đấy miệt ca trụ chết chạm vào rom đấy pu chẳng càng pu cọt này dây tâu kết tha sẽ ta sẽ đầy là o tiếng o cọt kết tha bịa sầm đây để cọt ban sọc sai ban này dây máu cứ chia rừng bất rồi còn còn là chia rừng bật đặt chia rừng sầm đầy chẳng là pu bật tam mới tới chia rừng bất và cọt cọt ban sòng cắt chẳng cọt này dây từ mà này cọt lột lòng cắt mà cắt như vậy mà ta về tầm nong thì cà phết hoặc cắt chẳng hay mà đào lấy bảy bốn đào hay cứ thay tầm nong thì đấy bố cà phết đấy cà phết của bạn này pre nam pre ai tam để cắt sọc dài những phết cắt mềm chẳng lúc bố cứ thay tất chất rồi bao lâu cái này dụ số sinh hô cái đôi chia ăn ca xem mà cùng bao dương đã bàn chui bằng phôn bị chia bờ tu tiếng bờ tây nữa cứ pre là tập hợp bảy cái phong chun là bằng phôn cây cỏ bằng phôn ăn lôi máu có ai para para bàn này chẳng ở vậy để lâu cái này dụ bàn lấy bằng bảy nâng vừa buồn vừa tiền bảy nâng ta lúc bố miền chấm nạp vào làm nào đấy nhóm miền chấm nạp vào thà cọt miền sơn đan chết đờ là o để miền tức chết đờ chui đờ nhẹ cây cỏ để nhẹ tuần soi nó không có tê chết hay mùi tiết lục bưu tẹt tường từ nâng ca bắt đầu bắt đa ca chạy đồng lệ chấm này đang chơi tra nó không vật dụng mà máu rồi ngày nắng á bưu để bưu lập sơn đạp nắng á và nó không khai ta kêu miền tràn bảo đài chấn ta tầm hôm này ca chạy đồng lệ này chấm này đang rư cọ bọt bị sao ca nghe tẹt tường bồ tát sơn na ca đặc nuông ai xem xây nắng á bưu kết tha tầm hôm này ca lẽ băng bẹp nắng á bờ sơn dương kết tới bịt thiệp từ cầm hôn là tới cái giờ mau giờ pê về liền nắng đầm bay tới bọc sai lụ là tập hà cái đôi chia giờ mau giờ pê nắng sầm rạp tai rosie sầm rạp kê à với đại play nước lô cái này dụ su sinh hú ban giờ mau giờ pê về liền nắng tới trái đầm lệch nơi chấm này đằng bắt bị sao rư co tiệt tông nắng phật sát na đại chia sát na là bà ruột ta tầm hôm bẹp nắng bờ sân dịp pu bịt thiệp từ đào thả ban cầm hôn là tới ta lụ pu giờ tầm hôm bị cai là băng bẹp nè đây tam đại kiểm giờ tàu thả lục ru là băng kia nè tam là xem xem cái miền chất là băng ấy đôi lục ru chúng ta lập bộ miền bịa bịch ấy đầm bay đầm bịch nhà từ đó bom ổn bị chia bờ dương đài phụ quạt ở toàn bàn sẽ đập vẹt rồi bảo lục su sinh hú cái đôi chia mình toàn bàn mà đo thì tăng ông ca xem mà cùng bao dương và chỉ cả đầm bịch nhà từ đó bom ổn bị chia
ាពលរដ្ឋយើងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលក៏សូមដាក់បានស្ដាប់ហើយជឿជាក់ពិតប្រាកដថាពិតជាគាត់បានដោះស្រាយទៅតាមដែលគាត់ផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងវិទ្យុរៀងរាល់ថ្ងៃដែលគាត់បានផ្សព្វផ្សាយជាការពិតដែលគាត់ព្រីគាត់ជូនឲ្យដល់ដៃពិតប្រាកដអញ្ចឹងអ្វីដែលជាទំនុកចិត្តលោកពូមកដល់អង្គការសមាគមរបស់យើងដែលលោកពូបានមកដល់3 4ដងសារនឹងហើយអ្វីដែលជាទំនុកចិត្តដល់លោកពូដែលបានមកដល់ទីនេះជាបន្តបន្ទាប់ណាពូអ្វីដែលខ្ញុំបានទុកចិត្តគឺថាខ្ញុំបានយកទៅបានយកទៅហូបយកទៅប្រើប្រាស់បានសុខភាពវិធូរស្បើយតាមឆ្នាំអញ្ចឹងលោកពូមកដល់នឹង3 4សារហើយលោកពូជាវគម្រោងឬក៏ជួយវិភាគទានក្នុងអង្គការសមាគមរបស់យើងប្រហែលដែរពូខ្ញុំក៏ទន់ខ្សោយដែរខ្ញុំបានជួយជាវិភាគទានបានទាំង3 40000 3 40000 3 40000ចាស់សារនឹងបានដែរពូសារនេះ30000បាន30000ហើយព្រីផលិតផល3កំប៉ុងទៅវិញបាទបើយើងគិតពីតម្លៃផលិតផលទៅគឺអញ្ចឹងវា3កំប៉ុង300000បាត់ហើយបាទអញ្ចឹងនេះជាទឹកចិត្តមួយដែលលោកអគ្គនាយកតែងតែជួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានភាពទន់ខ្សោយឬក៏ខ្វះជីវភាពដែលមានសុខភាពនឹងទ្រុឌទ្រោមបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលពូប្រើបានរៀងធូរស្បើយហើយបានមក3 4សារហើយហើយនេះមិនមែនជាការសម្ដែងការទិញលោកពូមកឲ្យជាសាក់សីជាអីនោះទេគ្រាន់តែជាការបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍បាទដែលលោកពូធ្លាប់ប្រើទៅលោកពូធ្លាប់ស្ដាប់ធ្លាប់យល់អំពីទឹកចិត្តរបស់លោកអគ្គនាយកសួរសេងហ៊ូអញ្ចឹងជាចុងក្រោយតើលោកពូមានពាក្យពេចន៍អីដើម្បីជាការសនំពរទៅដល់អង្គការសមាគមរបស់យើងក៏ដូចជាលោកអគ្គនាយកសួរសេងហ៊ូដើម្បីបន្តកិច្ចការងារសង្គមបែបនឹងទៀតទៅពូខ្ញុំក៏សូមទឹកដៃបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកសូមជួយឲ្យលោកអគ្គនាយកបានជួយនាំពំនៅអាហារបំពន់នេះបានកាន់តែស្រើនឡើងដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យបានសុខភាពល្អនិងបានសម្រេចគោលបំណងរបស់ណាអញ្ចឹងតើលោកពូមានពាក្យពេចន៍អីដើម្បីផ្ដាំផ្ញើជាការជូនពរទៅដល់លោកអគ្គនាយកសួរសេងហ៊ូក៏ដូចជាអង្គការសមាគមរបស់យើងបន្តទៀតទៅពូបាទខ្ញុំក៏មានពាក្យពេចន៍អីវ៉ាក់វ៉ាយដែរខ្ញុំសូមជូនគោរពគាត់បានសេចក្តីសុខបានអាយុវែងនិងអសន្តិកម្មដូចសេចក្តីរបស់ណាបាទបាទសាធុសាធុសូមឲ្យមានសុខភាពនិងកាន់តែរឹងមាំកាន់តែជាពីរោគាទាំងឡាយហើយក៏សូមជូនពរដល់លោកពូជួបតែពុទ្ធពរទាំង5ប្រការកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតលោកពូណាបាទសាធុសាធុសម័យនេះជាសម័យបច្ចេកវិទ្យាដូច្នេះបងប្អូនមិនចាំបាច់ពិបាកទៅជួលតូបផ្សារទំនើបទៅជួលផ្ទះបើកហាងទេបងប្អូនគ្រាន់តែត Wi-Fi ល្បឿនលឿននិងមាន Smartphone 4-5 ដើមគឺបងប្អូនអាចដំណើរការ Business គឺ Sell តាម Facebook YouTube TikTok បានដោយសេរីបានដោយស្រួលបំផុតតែបងប្អូនត្រូវរើសអ្វីត្រូវរើសទី1គឺបងប្អូនត្រូវរើសដៃគូជារោងចក្រមិនមែនបងប្អូនត្រូវរើសតចេញពីឈ្មោះកណ្ដាលឬពីក្រុមហ៊ុនឬក៏ពីឈ្មោះ3 4 5តង់ទេនេះជាអ្វីដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រដល់បងប្អូនទី1គឺត្រូវរើសរោងចក្រទី2ប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ត្រូវតែពេញលេញអញ្ចឹងសេវាកម្មដែលរោងចក្របម្រើដល់បងប្អូនគឺមានគុណភាពការផលិតដឹកជញ្ជូនប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងបងប្អូនកក់ក្ដៅហើយតែអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវមកគិតមួយទៀតគឺតម្លៃដែលគ្មានការលាក់លៀមគ្មានច្រកថង់គ្មានបញ្ជីការគ្មានការលក់បើកចំហមិនត្រឹមត្រូវទេប្រយ័ត្នមានបញ្ហាពីព្រោះច្បាប់ប្រទេសយើងឥឡូវមានការរឹតបន្តឹងដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នារកស៊ីស្របច្បាប់អញ្ចឹងការងារដែលទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការងារផ្នែកសុខភាពនេះតាក់ទងជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មពន្ធដារក្រសួងសុខាភិបាលខ្លាំងជាងគេបំផុតផ្សព្វផ្សាយក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងជាច្រើនទៀតដែលបងប្អូនត្រូវគោរពច្បាប់នៃប្រទេសនីមួយៗដូច្នេះតាក់ទងជាមួយនឹងតម្លៃគិតគីឡូគឺយើងប្រកាសណាយើងប្រកាសដោយគ្មានការលាក់លៀមតម្លៃជាគីឡូគឺមាន2ប្រភេទ1គីឡូស្មើ4000គ្រាប់ប្រមាណជា4កំប៉ុងនេះនេះមកគីឡូ2ខាំអញ្ចឹងផាត់សបកចេញគឺ1គីឡូហ្នឹងឯងមានប្រមាណជា4000គ្រាប់បញ្ជីការមានពេញហើយ1គីឡូតម្លៃធម្មតាគេថា Spiro ណាធម្មតានេះតែធម្មតានេះក៏ធម្មតាប្រភេទ Wholesale Broken ដែរនឹង1គីឡូស្មើនឹង100ដុល្លារហ្នឹងហើយជាវ5គីឡូថែម1គីឡូជាវ10គីឡូថែម3គីឡូជាវ20គីឡូថែម7គីឡូណាហ្នឹងហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់កាត់ស្តុកកាត់ស្តុកផ្ដាច់ខេត50គីឡូថែម20គីឡូនិងអ្នកដែលចង់ផ្ដាច់ប្រទេសមួយតោន1000គីឡូនេះផ្ដាច់ទៅប្រទេសណាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃប្រទេសភូមានេះដែលតម្លៃចេញពីរោងចក្រតែម្ដងមួយតោនគឺថែមបាន700គីឡូណាហ្នឹងហើយ
quân phiệp cả pallet cả đặc chính chún nâng propon phơi chấm nè tệ tàu nâng sọc hà bị bao tam prote cứ rung chạm chuyện nè rip chom ao thằng o công bà rầm rung chạm đợt toal